3-1. Sút má ngoài là ủ clip dặn cấm quá vậy, sút má ngoài là bảy má ngoài Chivala đúng không ạ? Hôm nay trải nghiệm team của anh Lê Khôi nha, Lê Khôi của Refund Coming á. Thì anh em có quả team Chelsea đỉnh lắm nha, mười mấy ngàn tỷ lần xích go ba lắc unit luôn. Team đường 3 rồi, và nói ở đây nếu dự bị là mua được mấy con mà 22NG+8 này hay ghê ta, mua được con Chalobah 22NG luôn. Chalobah ngon nha, Chalobah này cho thay con Rudiger được luôn á. Thiago Silva có cả Tomori nữa nè, Tomori Chalobah và nó Risden K3 có tới 4 ai combo mình ạ, cho nên lương cao quá đúng không? Ay sang nó kêu lê luôn. ST dự bị còn có là anh Khôi đúng là fan của Chelsea luôn á, hầu như toàn Chelsea đúng không? Hazard, Rock 3, Torres thì không có nào tên khác, chỉ có mấy con 22NG thôi, mà mấy con 22NG này mua thì cũng hay đi. Đồ này đúng khủng ha. ST là setting của icon 1 năm, Chelsea mạnh quá ha. 133, tốc độ 133, tăng tốc 132, penalty, chọn vị trí, lực xuất xa, xuất sáng 130, khéo léo 131 ra nha, sút xoáy, sút xa, mà tốc độ đánh đầu mạnh và sút tài quan họ bấm bóng được ra. Ba lắc làm bát cặp tiền và tấn công, ba lắc làm bát icon mình luôn, 255 luôn nha. Team Chelsea tính ra cá mạnh lắm luôn á. Team Chelsea có làm bát nè, có ba lắc nè, có Gulit nè, có Makelele bay sang cũng là icon mình, có Gulit không icon mình mà 55. Ba lắc là nâng lên icon mình mạnh quá vậy, lực sút sút xa cho 35 chọn trí cũng à, sút xoáy cho 30, sút xa lực sút 133. Gulit đây còn cộng 5 mà đá tiền Chelsea chỉ số ngon nga, 130 mấy không à, 130 mấy không. Có tiền Chelsea quân khôi đầu quả tiền đỉnh quá gì, 19.000 tỷ UB còn dư thêm 1.000 tỷ UB trắng qua đặt ngoài luôn hả? Ở tới thằng phụng đá anh có hiểu EALL luôn nè, tính trịnh cao nhá. Hay sang với Makelele CDM, ai con một mình luôn ha. Wow, Chelsea thì mắc binh thì cái nhá, ai con mình luôn. Mắc kia lên này ham này hơi lùng nhưng mà lên ai con mình chỉ số lực sút cao, lực sút quay sang 131. Mắc kia lên là chuyên thủ à, mắc kia lên chuyên thủ lấy kèm người 132 lên bóng 131, chỉ số ẩn có cứ như thêm được đến cùng mà này quá gì. Mắc kia lên 4 sao được ha. Cặp CB này có cả con Chalobah với lại Tomori lộ là cũng 8 nó mát chứ, Tomori lộ là cũng 8 luôn à, cái này ai bán làm cái ai bán rồi đúng không? Lại con Chalobah này sao mua được, không con Chalobah này là được người bán. Anh đã được trang điều Tori à, ok ok, Tori có người bán không? Có người, con Tori này hồi đợt bác cộng 5 thôi, thấy ngon rồi, này lên cộng 8. Tốc độ 131 mà Chalobah tốc độ 123, con Chalobah khá ngon, mấy 91 là cao, to, thêm nhỏ nhưng mà trong game to lắm, Chalobah được đá rồi. Livramento với lại Van Hoth, hai này giảm lương. Giảm lương rồi. Có cả GK Eduard Mendy nữa nè. Dự bị còn có cả Eden Hazard nữa. Eden Hazard ES 8 nữa. Đúng chuẩn hàng Chelsea cũng 8 luôn. Rockba Eto Torres Eto 129 số luôn à. Chạy ghê vậy. Eto còn cộng 5. Mấy mai con được tăng số hết mà. Torres, Respo, Ashley Colberti nữa nè. Thiago Silva cáp cộng 8 này để dành Thiago Silva cáp đáo đáo rồi. Có cầu Guardiola 22NG để mua đâu nhiều kia. Enzo Fernandez nữa nè. Ồ có cái Enzo nữa chứ, cho Enzo vô đá. Tự nhiên cho Enzo vào, Enzo đá ngon mà. Ashley cầu cộng 6 mà, hai con Ashley cầu rồi. Ok. 4231 cũng được chứ, đội đá 4231 vẫn được. 4231 nhà quản lý. Đỡ bước 1 tốc độ truyền ạ. Cho cái kỹ năng thủ môn nó 4231. Một đây kỹ năng thua môn xuống xét mà có con Declan Divide à, có đúng 1-1 à. Hình ảnh HD, tên cầu thủ 3D, thanh lực tắt, khán giả tắt đi, vị trí cầu thủ tắt luôn. Này bật lên, thằng áo bật lên, bật, khán giả âm thanh. Thôi em AI bây giờ bật
Anh cài đặt cũng giống mình nữa ha, cài đặt cũng khá giống hết chứ. Để thay đổi này cho máy. Cài đặt cũng giống mình luôn. Tay cầm tự chỉnh này không sử dụng nha, này đây cũng dài. Chạy nhanh đây, anh đi đá anh coi như đá bàn phím. Sử dụng thuật sút che bóng này, sút lên đầu nè, chuyền ngắn cực kê chạy nhanh coi chờ kèm tốc độ thủ này tắt bóng nè. Ok. Vô. Quá 2-1 này là chuyền ngắn á, chuyền ngắn thôi để tầm khoảng 40 à, 40 thôi, tốc độ cao tí xíu, phản công nhanh. Sút thấp rồi, bản này bản sút thấp à, bản này sút tầm 30 à, tạt bóng 70. Chuyền cao lên thì 65. Còn cái tổ chức đội hình này á thì mình sẽ phản công ra hai ông CDM phối hợp với ba ông tiền vệ tấn công mà, ba ông tiền tấn công sút xa. Không sút xa được thì chuyền cho tiền đạo. Bảy mày bảy sút xa được nha bạn, nếu như mà anh em quay nhiều anh em sút xa vẫn ok á. Thủ thấp thôi, mình thủ thấp thôi, 20-20 ra được tự do. Bản này ai con mình sút xa lợi thế ai con thường ạ. À? Đúng rồi, bản ai con mình sút xa lợi thế hơn á. Xếp trên cô công 3 thủ 1 sẽ nách chạy chỗ. Đúng rồi, ba lắc công 3 thủ 2, mấy em tiền vào tấn công thì để công 3 thủ 2 hết. Công 3 thủ 2 ở đây đó, chọn vị trí sẽ là tấn công bằng thôi, tấn công bằng. Ai quyên già con của mình nhìn đẹp ha, làm bát ba lắc 2.5 rồi cho sút kiểu gì tầm này sút rồi chứ. Hai tiền vệ cánh sẽ là công 2 thủ 3, công 3 thủ 1 còn dễ. Ok, đây chứng đơn đội nha, nên có thể có yêu cầu nha. Ba. Ôi vô luôn hả? Rất ba ghê vậy. Cảm ơn La Vida nha, bác không BTB 1 năm. Ờ cũng được cái chứ. Bác không BTB 1 năm hồi đầu mình đã giải vừa rồi, mình đã bác không BTB á. Ngon mà. Ờ rất ba xuất ba này vô luôn hả? Ờ bản này Chelsea lợi quá, từ cái bản này là bản của Chelsea luôn á, Chelsea mạnh cực kỳ luôn á. Đó là nó dính đề rồi chứ, cái clip từ đầu giải cuối giải đây mà. Mấy nay còn Varane đọc còn muốn 5 lòng không lên hả? Trời ơi, Varane mua luôn, Varane best in cup hay là sao? Varane có bán mà, ấy hay rồi, Varane có bán anh em mua luôn. Hay ta căn nhà ơi, căn nhà bọn này hạng của anh Khôi này là hạng cao á, mấy này đó đủ đúng á. Mất kia lên nhìn hay với ta, giờ lại con mình. Comri ngon lắm nha, em thấy Comri không theo sát ghê. Đâu có được con Comri lờ lờ con 8 hay trời, con đó chỉ có đập lên thôi đúng không? Vô ô vô luôn kìa, rốc ba chân trái thôi vô luôn hả? Chỗ sao rốc ba ghê vậy? Đồ rốc ba xuống cái banh nè. Rốc ba chân trái. Ê, như rốc ba bản này nó ai ai mới làm lại sao chứ. Rốc ba xuống hay ta làm hai cái banh xuống xa kìa. Sò đấm kìa vậy. Ridley đã lì xì 5.000 đồng. Rốc ba ảo quá nên em mới đá hai tiền đạo với Seva ông anh mới vừa trách á. Tao Rigby nha, đá một tiền đạo nữa, rốc ba đá một tiền đạo giờ ngon không ta. Nè, xuất xa trái nè, giết đê luôn nè, giết đê vô luôn nha. Hai trái xuất xa, một trái giết đê. Rốc ba ghê ha. Ba ngon ghê. Đợt đó anh với lại Sniper với lại anh Vũ Vũ Sà biết được rốc ba, ba ông ôm nhau ngồi khóc thấy bà luôn. Mừng ngồi nó biết được rốc ba rồi. Vô rốc ba cái đá được rồi đứng chỗ mà, rốc ba này chạy ghê. Đợt đó lúc hài, lúc ba từ đó về sau không bao giờ biết rốc ba luôn. À giờ rốc ba chạy ghê vậy nè, xuyên xuyên hay tự động xe nách luôn kìa. Ôi ngon ta. Rốc ba tự động xe nách không nháy nè, phải nó không nháy quay luôn á, tự động xe nách luôn á. Mà rốc ba giờ khác biệt ta. Hả? Rốc ba giờ khác biệt ha. Khác biệt nha, khác với hoàn toàn là bạn cũ á. Ôi còn dọc à. Trời ơi ba lắc nhưng 5 năm mà, 5 năm phải không ta, ai con mình 5 năm luôn á mà vẫn còn dọc à. Trời ơi cái chân trái ba lắc. Phải 5 năm trời. Trời ơi, pha ba lắc 2.5 hả? Tôi vẫn thích shipping cool hơn nha. Hết tiền à, nạp vô. Shipping cool bản này tôi lại thích hơn Robert ta. Cảm giác như bản này shipping cool có thể lên một cái số 1 không? Nếu mình làm shipping cool mà top 1 ST. Nhiều con này nó mình nấy quá, nhưng shipping cool bản này hay á. Zola, ô vô luôn hả? Zola chứ đê ghê quá vậy.
Ồ, bạn này bạn chết đề hả ta? Yes, Gianfranco Zola. Ai gọi vậy? Hello? Hello? Hello, ai vậy? Đúng rồi, ai vậy? Là nhà tài trợ. Các bạn lọc nha, tài trợ đâu. Tên toàn anh em nhà nghèo không à. Ủa vậy chứ. Ừ, Zola nè. Ơ, vô luôn nè. Ủa, sao Zola sút mà Gullit ghi bàn? Zola sút mà Gullit là người ghi bàn à. Trời ơi. Ủa, đúng không? Ủa sao vô la rút mà Gullit chơi ăn ghi bàn ăn mừng? Có anh em nào thích thích thì họ đâu nớt rồi chứ. Nhưng mà có đồ nớt thì tốt hơn, đúng không? Cái gì nó giống như anh em đi chuyến máy bay vậy đó. Anh em đi chuyến máy bay thì nó sẽ có vé VIP và vé thường. Ừ, Gullit hay quá vậy. Rút Gullit ta. Được ha. Rút Gullit pha này tạc ngon. Enzo Fernandez tạc ngon. Ok mà Chelsea. Cảm toàn ve nha, không anh em gửi tên, để lại tên game máy tí khoảng 8 rưỡi tôi test xong ăn thôi ra tôi check cho các bạn. Xong rồi cái tôi qua tôi build team Brian. Quà này ngon ai sang Miken. Ai sang giết đè cái huấn luyện viên kỹ năng này sao? Cái huấn luyện viên kỹ năng mà sút sấy á, nó làm cho cầu thủ sấy dễ vô hơn nha. Sút sấy với sút xa bản này ngon lắm. Ai sang mà sút sấy được đó, anh em thấy không? Ai sang nha, khoảng cách xa luôn nha, giết đè cũng vô. Khó quá. Nhiều khi tôi không gạt anh em gửi test luôn chứ. Ơ, đạt. Xin kinh cô, được. Cảm ơn bạn Hồ nha. Anh ơi, chiếc mẹ mặt thu thì nín. Thì à, được, ủa, à, để tí nha anh em nha, 8:30 nha. Và đừng quên để lại một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.